Nhất niệm vĩnh hằng, tập 191, khát vọng bại một lần. Chính xác mà nói, đây là một đảo nhỏ có hình dạng tương tự với hồ lô, vòng lớn là trung tâm của đảo nhỏ, vòng tròn nhỏ là bến tàu. Ở giữa là một dãy núi giống như con rồng còn sống, nối liền hai vòng tròn này lại với nhau. Trên đảo nhỏ, mọi chỗ đều có cung điện khắc lan ngọc thế, với những hành lang xanh lá mạ như ẩn như hiện. Lại nhìn lên, bên trong đảo nhỏ có ba ngọn núi cực lớn. Trên mỗi một ngọn núi đều xây dựng cung điện kinh người, lấy ngọn núi ở giữa làm chủ, hai bên là phụ. Dưới chủ điện lại là những bậc đá cao chót vót, uốn lượn. Con đường nối liền bên trong cung điện, khiến cho toàn bộ đảo nhỏ này vừa giống như là hoa viên, lại giống như là hoàng cung. Ở đây, chính là Thông Thiên Đảo, đạo cung của Thiên Tôn. Bên trong mỗi một tòa cung điện, đều tản ra uy áp kinh người. Số lượng cung điện cụ thể khó có thể tính rõ ràng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đảo mắt tính sơ qua, dễ dàng phán đoán được, chúng cũng phải hơn 1.000. Trên 1.000 cung điện này, sau khi uy áp của chúng ngưng tụ lại chung một chỗ, hình thành khí thế giống như rời núi lấp biển, khiến thiên địa khiếp sợ thần phục. Hình như ngay cả Thông Thiên Hải ở chỗ này cũng phải chấn tĩnh trở lại, hoàn toàn không dám dâng lên chút sóng gió nào. Dường như, đảo này chính là một người khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng, đang bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng. Lúc này, trong đại điện ở trên đỉnh núi chính giữa của ba ngọn núi trên đảo này, có một chiếc ghế cực lớn toàn thân làm bằng thủy tinh màu đen hình thành tự nhiên. Thủy tinh này xuyên qua toàn bộ thân núi, giống như nối liền với đáy của Thông Thiên Hải. Có từng đạo tia chớp màu đen hình cung, không ngừng chạy về phía bên trong, cuối cùng dung nhập ảo trong cơ thể của bóng người lúc này đang ngồi ở trên chiếc ghế. Tràn ngập uy áp, chính là Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến, Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giống như nhìn chiến thuyền Tinh Không Đạo Cực Tông ở phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Thương thế quá nặng, cho nên ta chỉ hoảng hốt một lát, không chú ý tới, lão quỷ giữ lăng kia tung ra tấm lưới, trổ hết tài năng. Toàn thân tiểu tử có niệm lực quấn lấy, thế nào hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Dám thả hắn trở lại thế giới thông thiên, lão quỷ giữ lăng. Ngươi tính, ta sẽ giống như năm đó lợi dụng huyết tổ, lại làm loại chuyện đó sao? Tính như hắn hoàn thành tất cả kế hoạch sau đó thất bại, cuối cùng dùng ra thủ đoạn lật trời. Tiếp đó, xem như ta không gây bất lợi cho hắn. Thậm chí trước khi hắn trưởng thành, còn bảo vệ hắn sao? Vẫn là lão quỷ ngươi hiểu ta. Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn lại đi một bước cuối cùng này. Sau khi Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mặc dù Thiên Tôn nhắm mắt, nhưng uy áp Thông Thiên Đảo vẫn mãnh liệt. Lúc này theo chiến thuyền tới gần Thông Thiên Đảo, hơi thở Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên nặng nề. Cũng chính là vào lúc này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Hắn chợt nhìn về phía Thông Thiên Hải bên ngoài đảo nhỏ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở ba phương hướng khác nhau của đảo nhỏ này, không ngờ còn có ba chiếc chiến thuyền với kích thước tương tự với Tinh Không Đạo Cực Tông của bọn họ. Nhưng dáng vẻ của chiến thuyền lại khác. Lúc này chiến thuyền đang gào thét, từ các phương hướng khác nhau, lao thẳng đến bến tàu của Thông Thiên Đảo. Ba chiếc chiến thuyền này lần lượt đến từ ba phương hướng Tây, Bắc cùng với Nam này. Trong đó, chiến thuyền từ phía Tây đã tới. Nó được chế tạo bởi đá lớn màu xanh đá, khiến cho người ta một loại cảm giác giống như có thể lay động sơn hà. Khí thế kinh người, phong cách vô cùng cổ xưa. Trên chiến thuyền này, Bạch Tiểu Thuần có thể mơ hồ thấy có không ít người đang đứng. Trong đó khí thế của một người đứng ở phía trước nhất, khiến cho hắn không khỏi chú ý. Người này giống như là một lão già, tiên phong đạo cốt. Toàn thân có chấn động thiên nhân, hồn vô cùng phong phú. Mà chiến thuyền từ phía nam đã tới. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn tới, ánh mắt chợt co lại. Chiếc chiến thuyền này đều được xây dựng bằng gỗ màu đen, lại lượn lờ vô cùng khí đen. Thâm trầm vô cùng, đồng thời, mơ hồ có thể thấy được ở bên trong khí đen kia, hình như có một con rồng đen đang như ẩn như hiện. Chỉ có điều ánh mắt vừa đảo qua, Bạch Tiểu Thuần liền không nhịn được, cảm thấy tim đập rộn lên. Hình như con rồng đen này có đầy đủ lực kinh người, là khí hồn của chiến thuyền này. Ở đỉnh đầu con rồng đen hình như một bóng người ngồi khoanh chân. Tuy không nhìn thấy rõ hình dáng, nhưng có thể nhìn thấy được đường nét bên ngoài. Còn nữa, chính là tóc của người này lại có thể không phải thật sự tồn tại. Mà là từng sợi không ngừng tản ra khói đen. Chỉ có điều, so với phía Tây cùng phía Nam, Bạch Tiểu Thuần coi trọng nhất vẫn là chiến thuyền đến từ phương Bắc. Toàn thân của chiến thuyền phương Bắc này được chế tạo từ hàn băng, tản ra hàn khí nồng đậm. Đồng thời, có thể mơ hồ thấy được ở bên trong lớp băng lại có thể có từng tia chớp chạy loạn, phát ra những tiếng nổ ầm ầm ầm,
cũng dâng lên khí thế kinh thiên. Thật sự rất có cảm giác dũng mãnh, khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Đặc biệt khiến cho Bạch Tiểu Thuần đặc biệt chú ý là phía trước chiến thuyền phương Bắc này. Đại hán giống như sắt tháp, đứng ở nơi đó. Đại hán này cao ước chừng 3 trượng, toàn thân tráng kiện vô cùng. Mặc dù không nhìn thấy rõ hình dáng, nhưng khí thế của hắn mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng co lại. Không có cân nhắc tới bất kỳ manh mối nào, Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra, ba chiếc thuyền này chính là tu sĩ ở ba mạch khác của Thông Thiên Hà. Hiển nhiên, lần này chiến thuyền của Tinh Không Đạo Cực Tông xuất phát là triển khai đồng bộ cùng ba mạch khác. Thậm chí ở phương diện tốc độ của bọn họ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Điều này khiến bọn họ thực sự đến cùng một lúc. Đây là lần đầu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ của ba mạch khác. Mặc dù mấy ngày này hắn thông qua vị trưởng lão Nguyên Anh kia chịu trách nhiệm tìm hiểu tình báo, hiểu rõ không ít chuyện của ba mạch. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy, vẫn cảm thấy hơi thở có chút dồn dập. Những tu sĩ phía sau hắn cũng như này. Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Lúc này, mọi người trên ba chiếc chiến thuyền đều ở đây quan sát. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí này càng tăng thêm áp lực. Bốn chiếc chiến thuyền đến từ bốn mạch lớn. Phương diện tốc độ này chậm rãi chậm lại. Bọn họ dần dần chạy về phía bến tàu cửa Thông Thiên Đảo. Sau khi tới gần, tu sĩ trên bốn chiếc chiến thuyền vừa nhìn càng thêm hiểu rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được từng ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người mình. Cũng chính là vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh rất quen thuộc đối với ba mạch bên cạnh hắn, nhanh chóng mở miệng, giới thiệu với mọi người về các tu sĩ trong ba mạch khác. Ngoại trừ Đông mạch Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta ra, ba mạch khác theo thứ tự là Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông, Nam mạch Long Đằng Quỷ Hải Tông, Bắc mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mọi người chú ý Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông một chút. Lão già thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đó tên là Linh Tiên Thượng Nhân. Người này am hiểu sơn thạch, có thể hóa người sống thành đất đá, rất cường hãn. Thái Đấu Hám Nguyệt Tông chuyên tâm vào đạo pháp ngũ hành. Mặc dù thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế lại là tông môn đỉnh phong về đạo pháp ngũ hành, có thể rời núi lấp biển. Về phần tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn, mặc dù phần lớn những người trong đó, ta cũng không biết. Nhưng bên trong đó có một người, các vị đạo hữu nhất định phải đặc biệt coi trọng. Người này chính là người thanh niên đứng ở phía bên phải Linh Tiên Thượng Nhân kia. Tên của hắn là Thạch Nghiêm, tuy là tu vi Nguyên Anh, nhưng lại là đệ nhất Nguyên Anh của Thái Đấu Hám Nguyệt Tông, từng có chiến tích đánh một trận kinh người cùng thiên nhân sơ kỳ mà không chết. Theo giới thiệu, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng rơi vào trên người của người thanh niên cao ngạo đứng ở bên phải của Linh Tiên Thượng Nhân. Mọi người chú ý Nam mạch Long Đằng Quỷ Hải Tông một chút. Tu sĩ ngồi ở trên Hắc Long Hồn, tên là Thiên Quỷ Tử. Người này vốn chính là một lão quỷ nghìn năm, tu luyện quỷ đạo, giống như nghịch thiên thành tựu thiên nhân. Chiến lực càng vượt qua cùng cảnh. Phải lưu ý tóc của hắn. Từng sợi khói màu đen kia, tổng cộng hơn 1.000 sợi. Mỗi một sợi đều có thể hình thành đạo pháp giết người. Long Đằng Quỷ Hải Tông am hiểu thuật biến hình, có thể biến thành mãnh thú, tăng cao chiến lực. Trừ điều đó ra, cũng không thiếu người giống như Thiên Quỷ Tử, tu luyện quỷ đạo, thuật pháp quỷ dị khó lường. Mặc dù phần lớn trong đó đều là tán tu, nhưng Long Đằng Quỷ Hải Tông này cũng có tuyệt thế thiên kiêu. Người này tên là Tôn Ngô. Các ngươi nhìn đi, ở phía sau chiến thuyền của bọn họ, một người đứng ở nơi đó, toàn thân có da màu xanh giống như lệ quỷ kia, chính là Tôn Ngô. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rơi vào chiến thuyền gỗ đen của Nam Mạch, cẩn thận nhìn bóng người trên con rồng đen. Lúc này khoảng cách giữa hai bên giã gần lại. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Trên con rồng đen, thân thể Thiên Quỷ Tử, giống như hư ảo, tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo. Dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn có u quang lóe lên, giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp trừng mắt về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn còn theo ánh mắt đến. Dường như muốn chấn áp mọi người trên chiến thuyền Tinh Không Đạo Cực Tông. Trừng mắt với ta thì cũng thôi, lại còn kiêu ngạo muốn chấn áp người của ta. Bạch Tiểu Thuần nhất thời không phục. Lúc này, hắn cảm thấy trên phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua. Vì vậy hắn chợt trừng mắt trở lại. Trong loại đối kháng đấu mắt cao tầng này, đời này Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ chưa từng thật sự thua. Sức lực rất mạnh. Bất luận là Linh Khê Tông trước kia, Huyết Khê Tông, lại hoặc là Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù mặt đất man hoang, có thể nói tất cả những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua, ở trên phương diện bản lĩnh đấu mắt này, hắn tự nhận đứng thứ hai, thì không có người nào dám nhận mình đứng thứ nhất. Cho dù là thật sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ sử dụng ánh mắt của mình nói cho đối phương biết chỗ sắc bén của mình. Chỉ thấy thời khắc này, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần giống như ẩn chứa tia chớp, dường như những người xuất hiện ở tám phương này không nghe thấy, chỉ có hắn cùng người đấu mắt với hắn mới có thể cảm thấy được tiếng sấm chớp rền vang. Âm thanh này cực lớn, uy lực tia chớp kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, điều đó khiến cho khí thế Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng quật khởi.
tất cả khí thế cũng đều ngưng tụ ở trong mắt của hắn. Ở trong cảm giác của bản thân Bạch Tiểu Thuần, lúc này ánh mắt của mình đã hóa thành một thanh lợi kiếm, long trời lở đất, thế không thể đỡ, lấy một ý tứ dường như muốn nghiền ép chúng sinh, trực tiếp đánh vào mắt của thiên quỷ tử này. Dám đấu mắt với ta? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng cuồng ngạo, hai mắt trợn trừng, giống như thiên hạ trên mặt đất, chỉ mình hắn độc tôn. Thiên quỷ tử sửng sốt, cho dù lão quỷ hắn từng trải nghìn năm, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy vị thiên nhân tinh không đạo cực tông này. Giữa bọn họ chắc hẳn không có mối thù truyền kiếp nào mới đúng. Nhưng đối phương lại có thể giống như hung thần ác sát. Trong ánh mắt sắc bén này, phối hợp với biểu tình nghiến răng nghiến lợi, khiến cho thiên quỷ tử chẳng biết tại sao. Đồng thời, cũng không biết tại sao hắn lại có chút không thích ứng. Hắn miễn cưỡng nhìn lại một lát, sau đó vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt. Mắt thấy thiên quỷ tử không tiếp tục cùng mình đấu mắt nữa, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, trong lòng càng thêm cao ngạo. Hắn đứng ở trên chiến thuyền, tay áo khẽ vung lên, hất cằm lên. Trong lòng hắn rất có một loại cảm giác tịch mịch khi làm vô địch thiên hạ. Hắn chung quy không phải là đối thủ của ta. Ai? Không biết tới năm nào tháng nào, ta mới có thể gặp được một vị lực lượng ngang cùng ta. Ta khát vọng bại một lần. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần cảm thán, những tu sĩ chung quanh hắn cũng không chú ý. Trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần đã cùng thiên quỷ tử tiến hành một cuộc chiến đấu mắt có một không hai. Nhưng Tống Khuyết hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần. Vừa rồi, sau khi hắn trộm liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn ra nội tình. Thần sắc hắn không khỏi cảm thấy quái dị, có loại kích động muốn che mặt. Những người này đều là thiên nhân, thế nào còn đi đấu mắt? Tống Khuyết cảm thấy, mình thật sự không có cách nào hiểu rõ được về thế giới của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh Tinh Không Đạo Cực Tông hiểu rất rõ đối với ba tông khác. Lời của hắn tiếp tục vang vọng ở trong tai của Bạch Tiểu Thuần cùng với những người bốn phía xung quanh. Người cuối cùng lại là Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lão Phu từng có một vài nhiệm vụ tông môn, tìm hiểu tối đa đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Chỗ Bắc Mạch Tông này hoang vắng, quanh năm băng tuyết bao trùm, khí hậu ác liệt. Mặc dù khá hơn so với man hoang rất nhiều, nhưng ý băng hàn này khiến cho những người ở đó đều có đầy đủ thể phách kinh người. Có thể nói là nhất trong bốn mạch. Cũng chính là vì vị trí địa lý của nó đặc biệt, cho nên Bắc Mạch khác với chúng ta và hai mạch Tây Nam khác. Toàn bộ Bắc Mạch, chính xác mà nói chỉ có một tông môn, chính là Cửu Thiên Vân Lôi Tông này. Xung quanh tông này hình thành mỗi gia tộc tu chân. Gần như tất cả tu sĩ đều có thể xem như là đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mà đệ tử tông môn khác, từ thân phận nhất trọng thiên cho đến cửu trọng thiên, càng về sau, thân phận càng cao. Vị trưởng lão Nguyên Anh rất hiểu rõ đối với tình hình của ba tông, lúc này nhỏ giọng mở miệng. Các ngươi nhìn trên chiến thuyền Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng ở phía trước nhất. Đừng tưởng rằng này là một người. Cẩn thận nhìn kỹ, các ngươi sẽ phát hiện. Đó là hai người đứng chung một chỗ. Theo lời lão già nói, Bạch Tiểu Thuần đều sửng sốt, hai mắt chợt nheo lại, tập trung tinh thần nhìn về phía Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Bởi vậy khoảng cách giữa hai bên đã đến gần, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy. Đứng ở trên chiến thuyền Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng phía trước nhất kia lại có thể thực sự không phải là một người, mà là hai người đứng chung một chỗ. Chỉ có điều thân thể hai người này quá mức cổ quái. Một người trong đó, bên trái thân thể hắn tráng kiện vô cùng. Bất luận là tay trái hay chân trái, lại hoặc là bên trái ngực cùng với đầu, đều như vậy. Tay chân phía bên phải cùng thân thể hắn giống như bị khô héo, rõ ràng thu nhỏ lại, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn rất không phù hợp. Về phần người còn lại, cũng như vậy, nhưng vừa lúc ngược lại. Phần khô héo chính là thân thể bên trái, phía thân thể bên phải lại khổng lồ. Hai người quỷ dị như vậy, khi bọn họ đứng chung một chỗ, từ phía xa nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn ra là hai người. Nhất là thân thể bên trái lại có thể đều giống nhau như đúc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ, trong lòng đều thất kinh. Hắn còn nhìn ra tu vi của hai người này không ngờ đều là thiên nhân trung kỳ. Bọn họ có hung danh hiển hách Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Vân Lôi Tử. Có người nói Vân Lôi Tử trước kia chỉ là một người. Nhưng vì tu hành phương pháp nghịch thiên nào đó, thử đi đột phá thiên nhân trung kỳ, nỗ lực bước vào thiên nhân hậu kỳ thất bại. Thân thể hắn không chịu nổi, dưới sự cắn trả phân liệt. Lúc này mới hóa thành hai thân thể có ý thức của từng người. Mặc dù như vậy, nhưng Vân Lôi Song Tử có một loại bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn, dung hợp lại với nhau, một lần nữa khôi phục thành một người. Khi đó hắn mới chân chính là Vân Lôi Tử. Tu vi cảnh giới ở trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới thiên nhân hậu kỳ. Theo lão già giới thiệu, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi há hốc miệng. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân của hai tông khác đều là thiên nhân trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần không có áp lực lớn.
Nhưng hiện tại Vân Lôi Tử này vốn là hai thiên nhân trung kỳ. Quá đáng hơn là sau khi hợp thể, lại phát ra lực lượng thiên nhân hậu kỳ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Hiện tại, mặc dù hắn có thể chiến thắng thiên nhân trung kỳ, nhưng đối với hậu kỳ, trong lòng hắn có chút không nắm chắc. Còn nữa, ba người phía sau Vân Lôi Tử, mọi người cũng phải đặc biệt chú ý. Bọn họ đều là Nguyên Anh cửu trọng thiên đại viên mãn. Theo thứ tự là Hàn Nguyệt Mai, Trung Chấn Sơn cùng với Lôi Nguyên Tử. Nhất là Lôi Nguyên Tử, thân là đồ nhi thân truyền của Vân Lôi Tử. Đứng sau lưng Vân Lôi Tử, gầy teo nhỏ bé, có chút lưng còng, chính là hắn. Đối với người này mọi người phải cực kỳ cảnh giác. Trình độ nguy hiểm của hắn, so với Hàn Nguyệt Mai cùng với Trung Chấn Sơn đều muốn mãnh liệt rất nhiều. Thủ đoạn của người này thật sự độc ác, lạnh lùng tàn khốc vô tình, quỷ dị đa đoan, rất khó chơi. Đồng thời, còn là người bụng dạ hẹp hòi. Lão già nhanh chóng mở miệng, không ngừng giới thiệu một chút cho mọi người biết thêm kiến thức đối với ba tông này. Bạch Tiểu Thuần cũng trọng điểm nhìn Cửu Thiên Vân Lôi Tông nhiều hơn vài lần. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, Linh Khê Lão Tổ từng nói với hắn. Linh Khê Nhất Mạch xuất xứ từ Hàn Môn Thông Thiên Hà Bắc Mạch. Cửu Thiên Vân Lôi Tông này chính là kẻ thù lớn nhất khiến cho một số Hàn Môn gần như bị diệt. Thiên nhân là một người lại bị điên tự mình tu luyện thành hai người. Tu sĩ phía dưới Cửu Trọng Thiên, lợi hại nhất là Lôi Nguyên Tử thoạt nhìn như là một hầu tử. Đây là tông môn kỳ quái gì vậy? Ấn tượng của Bạch Tiểu Thuần đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông không tốt. Bĩu môi. Trong lúc tâm trạng Bạch Tiểu Thuần không vui, nói thầm, bốn chiếc chiến thuyền đến từ bốn đại mạch cũng từ từ tới gần bến tàu. Một lát sau, dưới vài tiếng nổ lớn vang lên, bốn chiếc chiến thuyền khổng lồ cuối cùng dừng hẳn ở trên bến tàu. Sau khi dừng hẳn, tu sĩ ở trên bốn chiếc chiến thuyền đều lộ ra tâm thần nghiêm nghị, nhất nhất rời thuyền. Cùng lúc đó, từng ánh mắt còn nhiều hơn so với trước, không ngừng quan sát ở trong những tu sĩ bốn mạch này. Đồng dạng, ở trong ba mạch khác cũng có giống như tu sĩ giống như trưởng lão Nguyên Anh giới thiệu ba mạch cho đám người Bạch Tiểu Thuần. Lúc này tất cả đều đang nhanh chóng nói nhỏ, giới thiệu cho tu sĩ của mạch mình. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, không ngừng đảo qua ở trên người mình. Trong lòng hắn thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết người khác là giới thiệu mình thế nào. Vì vậy hắn nhịn không được, lặng lẽ tản thần thức ra, muốn đi nghe trộm. Mọi người phải trọng điểm lưu ý vị Bạch Tiểu Thuần của Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông kia. Đừng tưởng rằng hắn là tu vi thiên nhân, sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ Nguyên Anh các người. Nếu nghĩ như vậy, các người đã sai hoàn toàn. Căn cứ vào tin tức tình báo, người này tâm lý vặn vẹo, thích nhất ỷ lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng chiến lực là cảnh giới thiên nhân có 102 ở Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng cả đời này của hắn thích làm nhất, chính là khi dễ người có tu vi thấp hơn so với hắn. Vô sỉ đến cực điểm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Các người nhất định phải đặc biệt cảnh giác Bạch Tiểu Thuần này. Cả đời người này từng trải những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từng trấn thủ qua trường thành, đi qua man hoang. Hắn không chỉ an toàn trở về, còn thăng cấp thiên nhân. Đặc biệt là phải chú ý tới đan dược của hắn. Người này kinh khủng nhất, không phải là tu vi, mà là đan dược của hắn. Theo công tác thống kê không hoàn toàn đầy đủ, cho hắn đủ hoàn cảnh, hắn đi luyện đan, đủ để hủy diệt một nguyên đầu tông môn. Nói tới Bạch Tiểu Thuần, các người có thể xa lạ. Nhưng nếu nói là Chí Huyễn Đan được truyền bá từ Thông Thiên Hà Đông Mạch qua, trong lòng các người chắc hẳn đều biết rõ. Chí Huyễn Đan này ở Tây Mạch ta, những năm trước đây đều gây ra tai họa lớn. Người này chính là người sáng tạo ra Chí Huyễn Đan nguồn gốc của vạn ác. Các loại ngôn ngữ ở trong ba mạch khác truyền ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, thần sắc có chút cổ quái, có vẻ hơi lúng túng, gãi đầu một cái. Ta lại có thể nổi danh như vậy sao? Chí Huyễn Đan truyền bá đến Tây Mạch từ lúc nào? Chẳng lẽ là từ Không Thành năm đó sao? Còn nữa, cái gì gọi là ta thích khi dễ người có tu vi không bằng ta? Ta được gọi là ổn thỏa. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Nhưng tổng thể mà nói, trong lòng hắn vẫn còn có chút đắc ý. Hắn cảm thấy danh tiếng của mình, ở dưới tình huống chính mình cũng không biết, lại có thể truyền xa như vậy, danh tiếng lớn như thế. Hừ hừ, nếu như bọn họ biết Cự Quỷ Vương là nhạc phụ ta, Minh Hoàng là đệ tử của ta, không bị hù chết mới là lạ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, lại càng thoải mái hơn. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được một ít âm thanh. Những âm thanh này, phần lớn đều là từ Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông nhỏ giọng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần. Hừ. Hắn chẳng qua là vận khí tốt, sớm một bước đến thiên nhân mà thôi. Không bao lâu, thời điểm ta bước vào thiên nhân, nhất định sẽ chiến đấu với người này. Dáng vẻ không tệ. Đáng tiếc là một nam tử. Phần lớn những âm thanh này đều là từ những tu sĩ Nguyên Anh đó bàn luận ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được rất không vui, trừng mắt nhìn sang. Nhưng ngay khi hắn nhìn lại, Vân Lôi Song Tử hình như có phát giác được, bất chợt cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.
Ánh mắt hai bên vừa nhìn nhau như thế, Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ôi da, lại có một người tới muốn đấu mắt với ta. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thậm chí hắn cảm thấy thích thú, lập tức lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại biến hóa. Lần đầu hắn cảm nhận được ở trên phương diện đấu mắt, mình chịu áp lực rất lớn. Đáng chết, bọn họ là hai người. Lúc này Vân Lôi Song Tử đều lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai lớn hai nhỏ bốn con mắt, ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn qua. Trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Hắn đang muốn gọi Tống Khuyết qua, cùng mình trừng mắt trở lại. Nhưng vào lúc này, tu sĩ bốn mạch ở xung quanh chiến thuyền phía dưới lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức chú ý tới. Lúc này từ cuối bến tàu, trên dãy núi Hào Hùng liên tiếp với khu vực trung tâm của Thông Thiên Đảo, lúc này có một đám người đi xuống. Người đi phía trước là một nữ tử, toàn thân mặc váy dài màu tím, phía trên thêu 9 con phượng hoàng, dung nhan tuyệt mỹ. Đồng thời, ở mi tâm còn có chút hồng sa, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn, tràn ngập sự cao quý. Ánh mắt nàng cũng đặc biệt sắc bén, giống như thiên địa chúng sinh đều hoàn toàn không xâm phạm tới nàng. Khi nhìn thấy nữ tử này, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái. Cảm xúc phức tạp chớp mắt lại tràn ngập trong lòng. Hắn không có tâm tình lại đi đấu mắt cùng Vân Lôi Song Tử này nữa. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy được nữ tử này, chỉ có trầm mặc. Chính là Đỗ Lăng Phỉ. Đã lâu không gặp, phong thái của Đỗ Lăng Phỉ vẫn như cũ. Đồng thời, càng xuất hiện thêm một ít khí tức cao quý mà trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua. Giống như nàng đứng ở nơi đó, có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào nàng. Điều này cùng với trong ấn tượng của Bạch Tiểu Thuần có chút không giống, khiến cho hắn không tự chủ được, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đồng thời, cũng có thể một chút cảm giác xa lạ. Ở hai bên trái phải của Đỗ Lăng Phỉ, có hai hàng tu sĩ đi theo nàng từ trên dãy núi xuống. Bên trái đều là nữ tu, phía bên phải lại là nam tu, lần lượt mặc trường sam màu đỏ cùng màu xanh lam. Mỗi nữ tử đều có tướng mạo mỹ lệ, mỗi nam tu cũng là tuấn lãng không tầm thường. Chỉ là nhìn từ trên dung mạo, hai hàng tu sĩ này cũng làm cho ánh mắt người ta sáng ngời. Lại kết hợp với trang phục thống nhất, khiến bọn họ rất chỉnh tề, càng làm cho người ta thêm chú ý. Bất kỳ người nào trong bọn họ đều có khí thế rất không tầm thường, giống như có thể mượn uy áp Thông Thiên Đảo này, ngưng tụ ở trên thân thể, khiến bọn họ cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Trong hai hàng tu sĩ này, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy Hầu Tiểu Muội, còn có Quỷ Nha. Hai người đều ở trong đó. Hầu Tiểu Muội cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nghiêm túc, lúc này cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhất là bên trong hai tròng mắt còn lộ ra niềm vui bất ngờ. Dường như nếu không phải lúc này còn có chức trách phải làm, nàng cũng sẽ không kịp chờ đợi, chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần đi. Quỷ Nha tất nhiên cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là từ đầu đến cuối, mặt hắn đều không đổi sắc. Hắn chỉ nhìn lướt qua sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẫn nghiêm nghị. Mắt thấy Hầu Tiểu Muội không có vấn đề gì, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Đỗ Lăng Phỉ đến, khiến cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác phức tạp, vẫn không có hoàn toàn tiêu tan. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến Thông Thiên Đảo này. Trên mặt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra vẻ tươi cười, khẽ mở miệng. Âm thanh ẩn chứa uy nghiêm một cách khó hiểu, vang vọng khắp nơi, dẫn động uy áp của Thông Thiên Đảo này. Khiến cho lời nói của nàng, giống như nói sao làm vậy, truyền vào bên trong tâm thần của mọi người, để lại dấu ấn vang vọng. Tu sĩ bốn mạch ở bốn phía xung quanh đều thấy tâm thần chấn động. Thần sắc đều mỗi người đều trở nên nghiêm nghị. Nhất là cường giả thiên nhân trong ba mạch khác, đều đi ra, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ ôm quyền cúi đầu. Ra mắt sứ giả, Vân Lôi Song Tử, còn có lão già Tiên Phong Đạo Cốt và Thiên Quỷ Tử. Lúc này đều lộ ra thái độ khách khí. Đối với Đỗ Lăng Phỉ bọn họ không xa lạ gì. Bọn họ đều biết thân phận đặc biệt của nàng, không dám đắc tội. Lúc này tất cả đều rất cung kính. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn cố tình không tiến lên. Nhưng lúc này hắn dù sao cũng là thiên nhân dẫn đội Tinh Không Đạo Cực Tông. Trong lòng hắn thầm than nhẹ, cũng đi tới, ôm quyền hướng về phía Đỗ Lăng Phỉ. Chỉ có điều hắn mở miệng, lại cái gì cũng không có nói ra. Đám người Thiên Quỷ Tử phát hiện, trong lòng đều thoáng động. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần dần thần sắc càng thêm ôn hòa, nhưng chỉ mỉm cười. Dù sao nơi đây có nhiều người, nàng cũng không nói gì thêm, mà khách khí đáp lại mọi người bái kiến, an bài thị vệ bên người nghênh đón tu sĩ của bốn mạch. Bất kỳ nhất mạch đều có trên 100 người. Mọi người ở chung vào một chỗ, mặc dù không được 1000, cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhiều người này đều tập trung ở trên bến tàu, trùng trùng điệp điệp. Nhưng ở dưới sự an bài của Đỗ Lăng Phỉ, lại ngay ngắn có trật tự. Các vị đạo hữu, hôm nay trời đã không còn sớm. Mong rằng các ngươi theo thị vệ của Thông Thiên Đảo,
đi vào nghỉ tạm. Sáng sớm ngày mai, sau 7 tiếng chuông vang lên, tất sẽ có người tới tiếp đón, dẫn các vị đi vào bái kiến Thiên Tôn. Thần sắc Đỗ Lăng Phỉ ôn hòa. Sau khi chậm rãi mở miệng suy nghĩ một chút, nàng lại nói một câu. Mặt khác, bên trong Thông Thiên Đảo có rất nhiều cấm địa, vì đề phòng xuất hiện chuyện hiểu nhầm, vẫn mong thời điểm buổi tối, các vị không nên đi ra ngoài hoạt động. Nếu không, một khi bị cấm vệ đạo cung phát hiện, tạo thành tử thương sẽ không tốt. Lời Đỗ Lăng Phỉ nói không sắc bén, giọng nói ôn hòa. Nhưng lời nói này vừa dứt lời, lại khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ không khỏi đều chấn động. Cho dù là đám người Vân Lôi Song Tử, trong lòng cũng rùng mình. Thông Thiên Đảo này thật sự là trung tâm thế giới của cả Thông Thiên, là chỗ đạo cung của Thiên Tôn. Thật ra nói nấy nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế giống như đầm rồng hang hổ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả bán thần xông vào, nhất định 10 phần chết không phần sốn. Cho nên cho dù Đỗ Lăng Phỉ không dặn, bọn họ trước sau đều sẽ cẩn thận. Cho dù ở bên ngoài là hạng người quen thói kiêu ngạo, ở chỗ này cũng sẽ không thể không thông minh linh lợi. Chỗ tu sĩ bốn mạch nghỉ ngơi cũng không phải ở trong vòng lớn của Thông Thiên Đảo, mà là trong các lầu các mọc lên như rừng ở bên ngoài bến tàu. Khu vực các lầu các này không nhỏ, chia ra làm bốn phần. Hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho những người bình thường tới bái phỏng cầu kiến. Về phần khu vực trung tâm của Thông Thiên Đảo, không có ý chỉ của Thiên Tôn, người ngoài căn bản cũng không có thể vào được. Chỉ có thể từ phía xa nhìn lên ba ngọn núi lớn ở trong vòng trong. Trên đó tồn tại vô số cung điện cùng với từng bóng người thị vệ tuần tra. Bạch Tiểu Thuần trước sau trầm mặc, tùy ý thị vệ của Thông Thiên Đảo an bài. Hầu Tiểu Muội hiển nhiên muốn đi qua, nhưng chỗ nàng phụ trách không phải là Tinh Không Đạo Cực Tông. Vì vậy nàng chỉ có thể từ phía xa, trơ mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi hoàng hôn xuống, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ Nguyên Anh bốn mạch đã tới, đều được thị vệ Thông Thiên Đảo lục tục an bài chỗ ở. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân, chỗ hắn ở là Độc Môn Độc Viện, cách lối vào Thông Thiên Đảo, cũng chính là dãy núi trùng điệp kia rất gần. Nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, vượt xa so với Tinh Không Đạo Cực Tông. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình tu luyện. Lúc này mắt thấy trời càng lúc càng tối, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lặng lẽ chờ đợi. Hắn tin tưởng, tối hôm nay, Đỗ Lăng Phỉ nhất định sẽ tới. Màn đêm buông xuống, tiếng sóng biển vỗ vào bờ thi thoảng truyền đến, khiến cho nơi này vốn nên tĩnh lặng tối tăm, lại tràn đầy một loại âm thanh cuộn sóng mê người. Âm thanh này lúc lên lúc xuống, truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa. Trong lòng hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi ở trên chiến thuyền, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng. Lần này đi tới Thông Thiên Đảo, ngoại trừ Thọ Nguyên Đan ra, chính là xem Hầu Tiểu Muội có an toàn hay không. Lại nữa, chính là từ chỗ Đỗ Lăng Phỉ tìm một chút chứng cứ về chấp niệm trong lòng. Hắn không có đi nhớ lại quá khứ, chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh chờ đợi. Uy áp Thông Thiên Đảo vẫn khuếch tán ra toàn bộ đảo nhỏ. Nhất là ở giữa đêm khuya, ở trong trời đất này chỉ còn lại có tiếng sóng biển. Uy áp này hình như mạnh hơn một chút, khiến cho tất cả mọi người hiện tại đang ở tại Thông Thiên Đảo, trong lòng đều dâng lên cảm giác kính nể vô hạn. Người tu vi càng cao, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được, tại trong khu vực trung tâm của Thông Thiên Đảo, tồn tại một thứ khí tức, khiến cho bọn họ chỉ thoáng cảm nhận, tâm thần sẽ run rẩy, tu vi đều bất ổn. Dường như chỉ cần một ý niệm của đối phương, liền có thể khiến mình suy sụp. Khí tức này chí cao vô thượng, thậm chí ngay cả trời cao ở trước mặt khí tức này, cũng không có cách nào bày ra nửa điểm uy nghiêm. Dường như trời tuy cao, nhưng nếu chủ nhân của khí tức này có ý định, có thể khiến cho trời cao cũng phải cúi đầu trước hắn. Loại khí tức này, loại bá đạo này, loại tôn cao này, phóng tầm mắt ra toàn bộ thế giới Thông Thiên, chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là Thiên Tôn. Loại nhận thức này khiến cho tu sĩ của bốn mạch hiện tại có mặt trên Thông Thiên Đảo, tâm tình mỗi người đều kích động không thôi. Bọn họ không nhịn được suy nghĩ lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, nghĩ đến trong bọn họ sẽ có một người trở thành đệ tử của Thiên Tôn. Chuyện này lại khiến cho bọn họ kích động, cho dù là thiên nhân cũng khó tránh khỏi tâm tình lên xuống. Thật ra, lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, không quy định chỉ lấy Nguyên Anh. Trên thực tế, chỉ cần là tu vi Nguyên Anh đã ngoài, đều có cơ hội. Dù sao, lần này yêu cầu chỉ có một, đó chính là người tu sĩ đầu tiên đi ra khỏi địa điểm thí luyện. Chuyện này mặc dù tu vi chiếm quan hệ rất lớn, nhưng nhân tố lớn nhất lại là vận khí. Cho nên đối với mọi người mà nói, thiên nhân tham dự, tuy có ưu thế, nhưng lại không có nghĩa là cuối cùng nhất định có thể thành công.